cái sự việc mấy ngày nay nè, nó có một cái dấu hiệu rất là lạ. Có nghĩa là rất là nhiều mũi đồng loạt xuất quân công kích. Tất nhiên trên mạng cũng có, trên đời thường cũng có. Ngay cả những cái lời thăm dò, rồi liên lạc riêng tư đó, tức là nói chung là trong những người thân quen chúng tôi đó, ngay cả tin nhắn, rồi email, rồi điện thoại trực tiếp luôn, thì chúng tôi có linh cảm gì đó, nó đang có sự việc gì mà ai đó đang muốn, còn muốn gì chúng tôi chưa biết. Tại các vấn đề muốn là muốn gì chúng tôi chưa biết, nhưng có ai đó đang muốn một cái gì đó. Thứ hai đó, nó cũng vấn đề chúng tôi cũng xin nói thế này, cái việc đụng chạm công kích người khác cũng không, và tất cả chúng ta làm điều đó chỉ là cái vì cái tình yêu thương. Mà chúng ta nói mà yêu thương chỉ là yêu thương thế thôi. Yêu thì nói chung là bây giờ tôi nói thật, ví dụ như chúng ta có một người thân, người thân chúng ta không may bị tai nạn rồi trở thành một người tàn phế, hoặc là chúng ta có người thân, người ấy vì vấn đề gì đó họ vướng vào lòng lao lý đó, họ bị ở tù chẳng hạn, bị xử lý chẳng hạn, thì những cái đó cũng không làm mất đi cái tình yêu ta đối với họ. Bởi vì nếu như họ làm sai, cái đó có pháp luật trừng trị họ. Còn việc chúng ta yêu thương họ là chúng ta yêu thương. Giống như người thân chúng ta, như anh em, chị em, gia đình chúng ta, hay là người bạn thân, thì họ làm gì, họ làm cái gì thì có pháp luật, có cái chỗ để họ phải trả giá. Có điều họ không có lỗi chúng ta, thì ta toàn quyền yêu thương họ, giữ mối quan hệ với họ. Và không có nghĩa rằng là ghét ai thì ghét cả đường đi lối về. Cho nên tôi xác định là như vậy. Và trong thời gian vừa qua chúng ta làm những sự việc đó, nó rất là, nói chung là vô tư, tự tin và thoải mái. Rồi trong đó đó thì chúng ta có những trò chơi, và đặc biệt á, là mình dành ra tất cả là ba con bò. Tôi nhớ là như vậy, là ba con bò màu lông đen trong cái mùa trung thu. Hai con bò thì được sử dụng, là một người là như cái cô Tammy gì đó, là tôi đã trao rồi mới đây. Một con bò thì của chú em Dĩ Cô Te. Cái chú đó là chôm ngay, coi như ngay cái ngày đầu tiên mà có gì mở hàng đó, là chú ấy đã giữ rồi. Và chúng ta còn một con bò nữa, thì người được khán giả mà mình chọn để mà gửi tặng đó, là cái cô Tania, hình như là cái tên là Nguyên Trần hay Nguyên Đỗ, trong nhớ là cái tên tiếng Việt, nhưng mà nhớ là cái tên là Tania đó. Và chúng tôi rất muốn là được trao cái đó cho cô ấy. Thì đáng lý ra tôi sẽ nhờ người nào mà họ đi lại đó, họ gửi hàng, chúng ta gửi hàng ở nước ngoài không có gì, cũng nói chung là tốn tí xíu tiền cước thôi. Còn bây giờ người ta gửi đi cả thế giới mà, thì khi chúng ta gửi hàng cấm gì đó thì bất cứ cái gì chúng ta vẫn có thể là gửi đi được. Rồi lại nghe cô ấy đến Malaysia hay là Singapore gì đó, lại khá là một nước châu Á công tác, thì tôi cũng đại đạt nguyện vọng là nếu như thôi mà chúng tôi có cái thời gian, thì chúng tôi sẽ đi như một chuyến du lịch nước ngoài vậy đó. Và chúng tôi thật sự là, tôi không biết quý vị sao chứ còn tôi thì không giàu có gì, nhưng mà hầu như là cả nước, cả thế giới này tôi đi cũng những phần nửa rồi đó. Và rất là đơn giản, duy chỉ có những nước mà nó cần cái visa đó thì mình phải có công xin trước, còn tất cả các nước miễn visa, đặc biệt là trong Đông Nam Á đó, thì thật sự có tiền. Thì bây giờ vô ngồi đây tí có tiền thì ra máy bay, mua vé máy bay ra là qua bệnh, qua sân bay uống cà phê, rồi bay qua Malaysia gì đó ăn cà ri, ăn cái gì đó chẳng hạn, rồi quay về Campuchia ăn mấy con côn trùng chẳng hạn. Thì ý tôi nói là hiện giờ cái việc đi lại nước ngoài nó rất là đơn giản đó. Nhưng mà từ cái sự kiện đó lại phát sinh ra rất nhiều vấn đề mà thật sự chúng tôi không hiểu, là đối với vị đi nước ngoài là chuyện gì quan trọng, chứ còn tôi xin lỗi đi Tây đi Mỹ thì là chuyện bình thường. Và hiện nay là đất nước chúng ta đã mở cửa, các vị chức sắc lãnh đạo, ngay cả con cái của họ cũng đi du học, cũng ban giao bình thường, thì cái việc mà chúng tôi nghĩ là đi ra một nước ngoài Việt Nam thì không vấn đề gì cả, chỉ trừ đặc biệt một nước thôi, đó là Bắc Triều Tiên. Thì tôi nghĩ là cái nước đó thì chúng ta muốn đi cũng không được. Đấy, chúng tôi chỉ nhớ cho biết là như thế. Thế nhưng mà hiện nay thì đã xảy ra những cái luồng tấn công hăm dọa, và hầu như là có những sự việc gì đó mà chúng tôi nghĩ là rất lạ. Và như chúng tôi thường nói gì từ khi bước vào vụ án này, cái lạ của nó là nó như một dòng xoáy, một cái mê hồn trận, mà trong đó khi người ta lần mò, người ta gần bước được đến cái đích đến đó, hay là cái cửa ra đó, thì ngay lập tức
họ lại rơi vào một cái cạm bẫy khác, một cánh cổng khác. Rồi chúng ta lại lần mò chúng ta đi tiếp. Nhưng mà mấu chốt là cái gì thì chúng tôi không biết được. Và tôi nghĩ là cái vụ này trong Trường Am á, thật ra nó rất là nhỏ bé, rất là đơn giản. Nhưng lý do tại sao mà nó đẩy đến thành một cái chuyện giống như một cái sự kiện mà nó nhiều người quan tâm và nhiều luồng dư luận, trong đó có yêu, có thương, có ghét, có hận, có thù. Đó là cái tôi rất đau đầu trong cái vụ án này. Và như tôi thường nói đó, khi vào cái không gian mạng này, nó có những cái vui, những cái buồn. Và chính vì cái sự mà tình cảm của chúng ta, những người quen biết dành cho nhau, nên chúng tôi rất trân trọng những cái tình cảm đó. Thậm chí những lúc mà chúng tôi có việc gì đó, giống như những vụ vừa rồi, rồi hai vụ mà đi xử mới vừa rồi đó, nhiều người họ đến hỏi thăm, rồi họ gặp chúng tôi, họ động viên, thậm chí họ vui cái bánh tấm quà đấy, và họ có những lời chúc phúc cho chúng tôi may mắn. Thì tôi nghĩ là cái vòng tay mọi người trao ra thì chúng tôi đón nhận, và chúng tôi nghĩ như đó như là một cái dường như là một món quà tinh thần với một phần thưởng ấy. Mà khi vào cái cõi mạng này thì ban đầu chúng tôi có những cái nghi ngờ, có những cái e ngại, và dần dà thì chúng tôi được. Và quả thật trong cái không gian mạng này nó cũng giống như cái đời thường. Tôi nghĩ là giống như là có một cái chiều thứ ba của thế giới vậy đó. Trên mạng này cũng là có những con người, rồi người ta cũng yêu nhau, cũng ghét nhau, cũng giận nhau, rồi cũng có những hành vi rất là đẹp mà có những hành động cũng rất là xấu. Nhưng mà đó, tất cả đã qua, và hầu như tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã hòa nhập được rồi. Chúng tôi đã là một phần trong các bạn, một cư dân được cấp căn cước công dân hay là được cấp cái hộ khẩu, ví dụ trên cái mạng này. Thì mỗi lần chúng ta nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc thì lại lòi ra vấn đề khác, lại phải đi xử lý. Và cho tới ngày tôi rất thấy là cái càng ngày càng rối rắm, giống như cái chủ đề hôm nay đó, tức là nó rối cái nỗi. Tôi cũng thật sự tôi bây giờ tôi không hiểu á, ai là bạn, ai là thù, rồi ai là tôi, rồi tôi là ai. Ví dụ tôi có những cái nghi ngờ, ví dụ quý vị đến tặng tôi bịch kẹo, tặng bịch kẹo như vậy là quý vị tặng cho tôi, tức là tặng cho ông luật sư Đào Kim Lân, hay là quý vị tặng cho năm chú tiểu rồi tôi ăn ké. Đấy, tôi lại có suy nghĩ, ủa như vậy là sao? Rồi ví dụ là khi tôi có vấn đề gì đó, rồi quý vị không đồng ý, quý vị có những cái ý kiến đối với tôi, thế thì ý kiến với cá nhân của tôi là một người, tức là một thực thể, một coi như một cái nhân vật đang giữ cái luồng live stream này. Ví dụ hôm nay là tôi nha, ngày mai là anh Mạnh, ngày mốt là cô Hoàng Ánh, ngày kia anh Phúc. Thì như vậy những cái công kích đó là của tôi. Rồi thứ hai đó, là công kích là cái bản thân chúng tôi, hay công kích đến câu chuyện mà chúng tôi đã bảo vệ. Rồi riết rồi tôi thật sự là tôi hình như là tôi cảm thấy là giống như là mình bị lạc vào dòng cái dòng xoáy vậy. Tôi nói tôi hỏi, ủa vậy thì giờ tôi là ai? Đó, và cái sự việc này như thế nào? Nên chúng tôi rất là lo. Và càng ngày tôi nghĩ là đáng lý là chúng ta đã giải đến mối lo rồi thì càng lo hơn nữa. Mà như chúng ta đã nói đó, quy tắc của nghề luật sư, cái quyền lợi của thân chủ là trên hết. Và đối với chúng tôi, không có bất cứ những sự kiện nào, những vấn đề nào can thiệp tác động vào việc hành nghề của chúng tôi. Và đối với chúng tôi, chỉ duy nhất có bạo lực và bạo lực. Chúng tôi không thể vì yêu ai. Chúng tôi nói rằng 2 với 2 là 4.5. Chúng tôi không thể nào ghét ai mà nói rằng 2 với 2 là 3. Đối với nghề luật sư, 2 với 2 là 4, và chỉ có ghi con số 4. Họ nói lại chúng tôi muốn nói như thế. Xin lỗi dịu xíu. Alo. Xin lỗi, ai đâu vậy? Dạ đúng. Đấy, nhưng mà nó cứ lửng lơ. Còn cái thật thật á, thì chuyện rất là nhỏ. Và nếu như cái lưới đó chụp xuống thì phải còn xem chụp được cái gì hay không. Ví dụ như chúng ta nói là nếu như lừa đảo thì ông Hồ Phước Lợi với 100 triệu thì người ta đã có rồi, có tang chứng, có nhân chứng, có bằng chứng, có người làm chứng, có hồ sơ, có biên bản. Như vậy thì tại sao tới ngày nay người ta không xử lý? Rồi ví dụ như chúng ta nói gì cái loạn luân rồi huyết thống gì đó, tất nhiên không ai nói là cơ quan chức năng nói, công an nói, như cái bản tin của ông Văn Công Minh gì đó, Văn Công Minh gì của Long An hồi 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 năm sáu
ở tay tháng 1 đó. Rồi cái bản với mình ADN gì đó có như là ban nội chính, ban cái gì anh đối đội của công an Long An đó, rồi giám định bộ công an gì đó. Gần đây nhất là cái ngày 24 tháng 9 năm 2022 vừa rồi, cũng có cái việc lấy mẫu lấy máu lấy mạch gì đó. Mà nếu làm như cái đó thì chắc chắn phải có kết quả, dù đúng dù sai, dù có dù không thì cơ quan chức năng cũng phải làm rõ. Không lẽ từ năm 2019, 2020 họ làm, xong rồi tới bây giờ kết quả không có. Rồi đến tháng 7 năm 2020, trong một cái vụ như là cách ly gì đó. À, nó cách ly mới nhớ, cách ly thì nhớ tới ông Đinh Thanh Hải gì đó, tôi cái người mang mầm bệnh gì đó. Thì tới ngày hôm nay chúng ta cũng không thấy. Xét nghiệm máu làm gì có chuyện những tháng trời mà nó không có. Rồi kể cả cái việc mới đây nhất á, là hình như là ngày 4 tháng 1. Với bọn được biết là có, cũng có sự việc xảy ra như vậy. Và bây giờ là 24 tháng 9 năm 2020. Thì dường như người ta đã 3-4 lần người ta lấy mẫu. Mẫu xét nghiệm thôi nha, còn máu, tóc, niêm mạc là cái gì không biết. Nhưng đại khái là lấy mẫu xét nghiệm. Ít nhất cũng 3-4 lần. Và ít nhất thời gian cũng từ 200 mấy rồi. Thế thì làm gì mà kỹ thuật xét nghiệm nó lâu như vậy? Mà nếu như không có thì cũng mong rằng cơ quan chức năng người ta cho một công bố để cho dư luận rõ ràng, để cho giải qua những người mà họ đã mang tiếng mấy năm nay. Còn nếu có, họ công bố rồi họ khởi tố vụ án, điều tra và xét xử để những người vi phạm luật phải trả giá cho pháp luật. Đó là lẽ công bằng và đó là quy định của nhà nước pháp chế xã hội chủ nghĩa. Vấn đề là nó không có như vậy, nói không thì không đúng, mà nó có thì có không phục thì có đâu mà có. Không có thì tao nói làm gì? Mà đã nói rồi tại sao không làm? Đấy, đó là cái chuyện tôi tới bây giờ chúng tôi lại càng thấy nó rối lên. Và thậm chí có những người nói chúng tôi thế này: nếu như những người trong Thiền Am nhận tội, xin giảm nhẹ, khả năng họ có thể được cho về, tức là xử án treo hoặc xử bằng thời gian tạm giam. Đó là những, tôi nghĩ là những thông tin chưa kiểm chứng nha, cái luồng thông tin thôi. Tôi đại khái là đừng chống cự nữa, quy thuận đi, giống như ông thứ từ đó vậy đó, thì quy thuận giáo hội theo ông làm đệ tử gì đó thì biết đâu là sẽ được yên ổn, an toàn. Mình nói ví dụ như thế. Rồi tôi hỏi thế này: nếu như quy thuận, nếu đồng ý thì ai đảm bảo rằng cái kết quả giống như vậy? Nó không là ngoại toán, người ta nó có lo cái gì là tính hành lang mà, đúng không? Giấy số chưa sổ, chưa biết ai là triệu phú. Còn việc ước mơ hay là bi quan hay là lạc quan gì là chuyện đó, là chuyện ước mơ. Chứ bây giờ tôi nói giờ tôi mua giấy số rồi ngày mai tôi trúng, ngày mai tôi trúng rồi sao? Và từ đó tôi lại nhớ về một nhân vật bí ẩn mà tôi từng nói cái gì đó. Đó là cái người mà nói về cái việc liên quan tới cái vụ gì mà những người trong Thiền Am viết thư cho ông Thắng rồi cái gì, kêu Diễm My về nhà rồi cái gì đó. Rồi ông tha cho, bây giờ nhớ vụ đó không? Cũng lâu lắm rồi, tôi có nghe vấn đề đó. Thì như tôi cũng nói đó, bây giờ nếu có gì đảm bảo là những người trong Thiền Am an toàn, trả họ về, trở về cái thời điểm từ ban đầu, khi họ chỉ là những người hát ca, đại khái thế, tập luyện văn nghệ và các cháu bé đóng kịch, làm niềm vui cho chúng ta, nó giống như những tác phẩm mà chúng ta thường coi các ca sĩ hát hay là các nghệ sĩ người ta diễn kịch vậy đó. Tức là một loại hình nghệ thuật thôi, ai thích thì coi, không thích thì thôi. Và coi cũng không có trả tiền, coi là miễn phí quá gì. Nhưng mà thấy hay tặng quà, tặng hoa, tặng bông, kể cả tặng super chat, tặng tất cả những gì quý vị, tức là trở về 3 năm trước đây. Thì thật sự nếu như có cái loại vấn đề gì mà đảm bảo thực hiện được điều đó, thì như tôi từng nói với nhân vật mà cho là có biết về ông Võ Thắng đó, thì tôi nói thẳng một điều là bây giờ có quỳ xuống lại họ, chúng tôi cũng lại nữa. Miễn làm sao những người Thiền Am không có bất cứ những cái rủi ro nào. Nhưng có điều không ai dám cầm đoan điều đó. Và cái thứ hai chúng tôi nói thế này: Nếu như thôi nha, tất cả đều muốn làm, thì vẫn có một người không đảm bảo chúng ta, và chúng ta không thể nào khống chế hay là kiểm soát người đó. Người đó chính là cô Võ Thị Diễm My.
Ví dụ tôi nói bây giờ tôi nói là những người Việt Nam tôi đến nói là hôm đó là cái gì bắt cóc là sai, cái gì đó những người là bậy, không có cái gì đâu. Cô Diễm My tự động đi theo ông Thắng và mai về nhà. Mình nóng quá, mình nóng ruột quá, mình xúc phạm của công an. Ví dụ cho tôi một số kênh ta nói đó, ta nói là Diễm My là con ruột của ông Thắng và Mai, Diễm My có khai sinh nên đưa Diễm My về nhà giúp cha mẹ là bình thường. Mặc dù cơ quan công an Đức Hòa có một cái gì đó không chuẩn, chắc là họ dùng từ là không chuẩn, tức là họ nhìn nhận rằng cái ngày 12 tháng 12 đó có cái gì sai sai, nhưng họ vẫn nói rằng cái việc đưa về là hợp lý, có nghĩa là có việc đưa về và việc đưa về đó có những cái chưa chuẩn nhưng hợp lý, bởi vì cô Diễm My là con của Thắng và Mai. Phan ta nói thế này, con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Đấy là nguyên văn nội dung mà chúng tôi coi một số kênh phản biện. Nhưng tôi nghĩ rằng là họ phản biện này thì có vẻ rất là lịch sự. Tôi không những kênh mà kênh lo làng đến chửi mà coi như là không kích chửi bậy hay là không có văn hóa đó, thì tôi nghĩ những kênh này họ bình luận có vẻ là công tâm đó, hoặc cái dạng là họ làm chuyên nghiệp, tức là một dạng là giải độc truyền thông chuyên nghiệp. Nhưng mà họ quên một điều, họ dùng cái từ là những người Việt Nam, không phải là chùa. Những người này không phải tu. Diễm My thì là con Thắng, nó có gì đâu giữ ở lại. Và tôi xác định rằng họ nói hoàn toàn đúng, không có sai gì chứ. Họ chỉ nói thiếu một điều nhất thôi, đó là không phải những người Việt Nam, không phải ông Thắng bà Mai, kể cả ông Tổ Thắng hay những người khác muốn cái gì mà làm được cái đó. Mà vấn đề ở đây là cô Diễm My không muốn trở về với ông Thắng, bởi vì cô ấy bị ông ấy hành hạ, giam cầm, kể cả xâm hại, mặc dù chúng ta chưa kiểm chứng. Và đó là cái mấu chốt quan trọng nhất. Thành ra như tôi nói đó, bây giờ những người trong Việt Nam đến nói là đúng rồi, hôm đó tôi có giao Diễm My về nhà cho ông Thắng bà Mai, chúng tôi xin lỗi anh em cơ quan công an Đức Hòa, xin lỗi Tổ Thắng, là xin lỗi ông Trịnh Từ, những gì ông nói là đúng, tất cả đúng hết, thôi tôi xin giảm nhẹ thôi, tha tôi về. Như vậy họ đồng ý, những người thì đang đồng ý, ông Thắng Bà Mai đồng ý, ông Tích Trịnh Từ đồng ý, kể cả công an Đức Hòa cũng bỏ qua cho họ. Thế thì cô Diễm My đi ra, cô Diễm My sẽ nói thế nào? Mà nếu cô Diễm My nói như vậy thì chúng ta tin ai? Cái đó mới là mấu chốt. Thật ra cái nội dung ở đây là làm sao tìm được cô Võ Thị Diễm My. Và đó là cái mấu chốt của mọi chuyện. Dù chúng ta muốn giải quyết cái câu chuyện này có một cái hậu như thế nào, thì cô Diễm My luôn luôn là chìa khóa. Mà như tôi nói vừa rồi đó, có thể chúng tôi không đồng ý, chúng tôi nói là quan nó phải cãi, và có thể chúng tôi sẽ bị trả giá chắc chắn, vì đụng tới là mạnh, mà như tôi là mạnh thì mình làm không lại, tất nhiên tôi hiểu được đó. Nhưng ví dụ như chúng tôi lui bước, chúng tôi là thua đầu hàng, thì chúng tôi đâu đầu hàng được đâu, bởi vì những lời chúng tôi nói làm sao có giá trị. Chỉ có cô Diễm My ra nói thì lúc đó tôi muốn chối không được, mà tôi muốn cãi không được, mà tôi muốn nói thật với ông xong. Đấy, dù cô Diễm My ra nói ngày hôm đó tôi theo chồng tôi về, và tôi tự nguyện đi về. Mọi người tôi cũng thích những người Việt Nam, nhưng mà thật ra là gia đình tôi cao hơn, trọng hơn. Rồi thôi tôi về, mong là từ đây sau xí xó mọi chuyện hiểu lầm bị gia đình bỏ qua, họ cũng không có bắt cóc gì tôi, chẳng qua là bắt giữ gì cả, mà vì tôi thích vô Việt Nam tôi mới đứa bé thôi. Và cha mẹ tôi thì hơi la rầy vậy đó, nhưng mà là con mà, đôi khi tôi cũng ngang ngược. Thôi tôi nhận ra, tôi lớn rồi, tôi nhận ra thì tôi vẫn về nhà gia đình, thỉnh thoảng tôi đến Việt Nam tôi chơi, là mọi chuyện là hiểu lầm thôi, chắc mình xí xó. Rồi những người Việt Nam người ta cũng đến, là tôi xin lỗi cho bạn, còn xin lỗi cho anh em của trong Đức Hòa. Hôm nay tôi không biết, chúng tôi có những lời vu khống cho anh em. Rồi tất cả là vụ xử lý nhẹ, 9-10, và chúng ta trở lại ngày xưa. Đấy, nếu như cô Diễm My nói như vậy, còn ví dụ bây giờ cô Diễm My nói ông Võ Thắng bắt cóc tôi, ông xâm hại tôi, ông về ông nhốt tôi, ông cấu kết với ông Võ Thắng, rồi ông công an Bình, công an Nhi, rồi công an gì, ông Tạo gì, phó phường gì đó, chúng tôi mới úp cái lưỡi xả ra cho cái trang cá nhân tôi đó. Cổ nói như vậy thì bây giờ những người Việt Nam có nói là đúng rồi, đúng rồi, thì hóa ra không ai tin cả. Vậy làm sao mà ai mà ép cô Diễm My nói được. Nên tôi muốn nói là như vậy, chúng tôi không muốn có đến một cái kết cục cái dạng chúng ta nói là bên sống bên chết hay bên sinh bên tử. Nhưng cái chúng tôi bây giờ tôi muốn làm gì thì chỉ có cô Diễm My mới có quyền đó. Khổ nổi, tôi không phải là người thân cô Diễm My, tôi không phải là luật sư cô Diễm My. Ví
ví dụ khuyên người trong sàn ao, tôi có thể khuyên được. Đến gặp cơ quan công an, cơ quan tố tụng, gọi là bị hại đó, để mà xin lỗi, để mà dàn xếp, chúng tôi vẫn có thể đến được. Vì nhà có việc chắc bị hại tôi đến bình thường. Hay cả như việc ông Võ Anh Thắng cũng cho là bị hại, tức là cô ấy vu khống đó, thì tôi có thể nói là thôi anh Thắng ơi, anh là cha mẹ, đúng không? Cha mẹ thì xương có bao la, còn nít mà, tới tuổi nó nổi loạn, là có thể là nó cái mình dùng cái từ như là trái gió trở trời đó, nó chạy trứng á, rồi nó có những lời đó, thôi anh bỏ đi về chăm lo cho nó, ví dụ tôi nói được. Nhưng quan trọng là cô Diễm My có cho tôi nói hay không. Mà nếu như cô Diễm My không đồng ý thì tất cả anh ta muốn làm đây đều là công tốc. Có nghĩa là tất cả những sự việc đó đưa chúng ta đến như thế, không thể nào lùi bước. Đây chúng tôi sau khi nhận định tất cả tôi nghĩ như vậy thôi. Và như tôi nói là bây giờ trên mạng này bắt đầu chúng ta nghĩ là như tôi nói là mạng ảo tình thật là vậy. Là mạng ảo. Nhưng mà có những người người ta xâm nhập đó rồi, người ta quên luôn thân phận của người ta, mà ta đóng cái vai cho cái mạng xã hội như vậy. Rồi cũng có người, người ta thù oán với nhau, thậm chí tìm mọi cách hãm hại nhau từ trên mạng ra tới bên ngoài. Rồi cũng từ đó người ta lại có tình yêu thương với nhau, cũng từ trên mạng ra đến đời thường. Và như tôi nói, có những người lặn lội hàng trăm hàng ngàn cái số, thậm chí nửa vòng trái đất để gặp nhau, gặp chúng tôi cũng như gặp những cái fan trong cái nhóm đó. Rồi ta bắt mặt mừng, uống ly bia hay là ăn miếng bánh. Sau đó trong đêm họ lặn lội đi về. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng họ vẫn làm. Thì cái đó, cái tình cảm đó nghĩa là có thể mình có người là lộng vô mạng mà không phải. Cái đó xuất phát từ cái lòng đó quý vị. Giống như tự nhiên nó có những cái tình yêu thương nó lan tỏa như vậy. Và có người đó là nếu mà dính vô mạng thì không có thoát ra được. Đúng là vô mạng thì nó cũng lòng vòng lúc đúng không? Cũng có ảo đó, có thật đó, có giả, có chân đó. Mà muốn thoát ra mạng nó là dễ. Đơn giản là chúng ta cứ hết pin, hết điện thì thoát ra ngoài nó có gì đâu khó. Đấy, bây giờ lên đây chúng ta ngồi tranh luận rồi bàn bạc giao lưu với nhau, tính toán với nhau. Nhưng bùm một cái, không có điện. Không điện thì cái màn hình tối thui. Thế thì chúng ta lại trở về cuộc đời thật. Mà trở về đời thật thì lại coi đến hồ sơ vụ án. Mà coi đến hồ sơ vụ án thì hình ảnh của Diễm My là lẫn quẩn trong đầu chúng tôi. Và chúng tôi đang tìm cách nào đó để hài hòa. Có nghĩa là ai cũng có sai. Vấn đề là cái kết quả đó, cái sai trái đó, mình sửa làm sao để ít thiệt hại nhất cho tất cả mọi người. Thế cái nghề luật sư là như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có muốn sửa, tất cả mọi người đều muốn sửa, cũng không thể nào sửa được nếu như cô Diễm My còn đó. Mà nếu như cô Diễm My nói ra thì đúng sai trắng đen sẽ phơi bày. Thì quay trở ngược là vụ án những người trong trường em, họ bị cáo buộc ngoài những cái chuyện giống như tôi nói là ông thì từ một câu nói gì đó, nó cũng đơn giản đúng không, rồi một số nghi thức liên quan tôn giáo gì đó, mặc dù nó cũng không quan trọng. Thì cái chính yếu chẳng qua là họ làm, người ta cho rằng nha, tôi nhắc lại, tôi nghĩ là có thể là thứ nhất là cộng đồng dân cư, người dân thưa qua chức năng, thưa công an, người ta cho rằng có những lời nói xúc phạm, công kích hay là vu khống đến cơ quan công an huyện Đức Hòa. Tôi nhắc lại là cơ quan công an huyện Đức Hòa. Hai nhìn chung là làm mất hình ảnh công an. Và đó là cái mà ban đầu tại sao như tôi nói, rất nhiều bạn bè chúng tôi trong ngành công an không đồng ý cho tôi tham gia. Bản thân tôi thôi, các luật sư khác tôi biết cho bản thân tôi là như thế. Nhưng mấu chốt vấn đề ở đây đó, thì thật ra không phải như tôi nói là không phải tất cả anh em công an hay tất cả anh em công an Đức Hòa có liên quan tới vấn đề này. Liên quan thôi, đúng sao tôi chưa biết. Và liên quan tới việc coi là bắt giữ người hay mất tích người hay đánh người đó, mà những người trong Thiền Am đã la lên vào ngày 12 tháng 12 năm 2019. Và từ cái clip quay lại cảnh tượng đó, ngày hôm nay họ bị xử về tội 331, có nghĩa là xúc phạm cơ quan công an. Cái thứ hai thì họ cho rằng cái việc 50 người xông vào nhà để tìm Diễm My vào ngày 14 tháng 10 năm 2019 đó là hành vi hợp pháp, bởi vì ông Thắng đi tìm con. Do đó cái việc những người Việt Nam nói rằng có dấu hiệu bao che bỏ lọt tội phạm sau khi được cơ quan công an huyện Đức Hòa đó có văn bản trả lời cho ông Lê Hùng Lưng, người ta cũng cho rằng như vậy là xúc phạm cơ quan công an. Đó, cái nội dung này, cái những cái tội danh tôi cho là chủ yếu nha, tức là năm cái hành vi mà đây là chủ yếu thôi. Còn việc bái lại rồi chúc mừng chúc tụng sư phụ gì đó thì chúng nói là họ tôn kính thì họ, hay là tôn thờ hoặc là thần tượng thì họ có quyền làm những hành vi gì, nó chỉ bình thường, chúng ta không có làm, không có can thiệp được cái gì.
nhưng mà tới như ông Lê Đồng Vân có nói đó, ví dụ thấy là giáo hội không xứng đáng với ông công thờ thì ông đến, thì đó là quyền tự do của ông. Nhưng mà tôi bây giờ thấy là Phật giáo tôi không có đủ cái đạo hạnh tham gia, tôi tham gia Thiên Chúa giáo tôi cũng không cảm nhận được những kinh thánh, những cái điều huyền bí của họ, tôi tham gia Hồi giáo thì tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận những khắc khe của họ, những cái phong tục của họ, tốt nhất tôi ở ngoài. Mà tôi là người không biết là không có tội, có nghĩa tôi không có theo Phật giáo, tôi không theo Thiên Chúa giáo, tôi không theo Hồi giáo, tôi sẽ không có quyền lợi, nhưng tôi không có nghĩa vụ, đúng không? Rất bình thường mà. Ví dụ theo Hồi giáo thì tôi được cưới 4 vợ 5 vợ gì đó, mà tôi không theo Hồi giáo thì làm gì tôi được cưới, mà thứ hai tôi bị chém rồi, đúng không? Rồi ví dụ tôi theo Phật giáo hay Công giáo thì khi ăn, tôi thấy người bạn của Thiên Chúa giáo đó ăn họ phải xin phép, họ làm phép gì đó, làm dấu thánh gì đó, nhưng mà tôi không theo thì khi ăn thì tôi cứ tự đối với bóng tôi ăn thôi. Thì đó là khi các bạn tham gia một cái gì đó, một tổ chức nào thì bạn mới bị chịu ràng buộc của nó, còn chúng ta không tham gia thì thôi. Và nhà nước đã nói rằng tự do tín ngưỡng, tham gia hoặc không tham gia bất cứ tôn giáo nào, đó là chuyện những gì liên quan tôn giáo đó. Còn ông thích từ thì tôi nói là ông chửi người ta chửi lại. Giống như tôi nói, ví dụ như là lên mạng hôm nay đó, thấy một số bạn công kích ông Lê Tùng Vân, rồi treo hình đúng lên làm nhục đó. Thì những người ở Thiền Am, ví dụ như chúng tôi luật sư bảo vệ nè, chúng tôi lên án họ, chúng tôi có quyền, bây giờ tôi đang bảo vệ cho họ. Rồi ví dụ như Minh Tú, với tư cách là thành viên, tức quá lên chửi bới họ, hay là xúc phạm họ, là chuyện bình thường. Có điều tôi rất là lo vậy nè, tức là họ có thể làm như vậy được. Còn nếu chúng tôi, hay là Minh Tú, hay vừa rồi những cái pha Thiền Am như là Tón Trần gì đó, cũng chống đối trả đũa trở lại thì lại bị cơ quan chức năng xử lý. Mặc dù như tôi nói là cái việc xúc phạm của việc công kích, cái tần suất nó như nhau, như nhau thôi, thậm chí còn thậm tệ hơn. Ví dụ ông Tư Tử có thể là xúc phạm hay là nói xấu tới rất nhiều người Thiền Am và nói nhiều lần, trong khi đó chỉ duy nhất ông Hoàng Nguyên chỉ một câu là ông tức cuộc tôi nói ông Tư Tử mua nhiều bò, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà luật là luật cái gì. Nhưng tôi đi ăn đèn đỏ vậy đó, một đầu đoàn người mấy chục người chạy qua đèn đỏ, vừa đèn đỏ tôi cũng đôi khi tôi gấp tôi cũng chạy đó, nhưng mà ai xui đó chịu, không ai chặn được người nào thì người đó vô phạt, ai giải thoát thì thôi. Rồi mình cũng nói là mình cũng dám nói là bị ổ thì sao nó chạy rồi nó chạy mất tiêu rồi tôi cũng giống tôi đó mà tôi phạt nó, phạt tôi phạt nó thì đó là cái may mắn thôi. Nếu như chúng ta vi phạm pháp luật dù một điều nhỏ nhất, nó nằm trong khung chế tài, mà trong khung chế tài đó có xử lý thì chúng ta xử lý. Đó là nói theo luật, nhưng mà nói theo góc độ luật sư là người bảo vệ đó, cái quyền lợi của họ thì tôi cũng phải có ý kiến. Có nghĩa là thân chủ của tôi sai, nhưng xuất phát từ cái sai của bị hại, nạn nhân gì đó, thì tòa án mới xem xét. Như tôi nói, ít nhất cũng xem là tình tiết giảm nhẹ hoặc là tình thế cấp thiết. Chúng ta chạy xe, ta chạy đúng liều, đúng đường, tự nhiên ai chui xe chúng ta cái té cái đùng ra cái bị thương, đã hư xe, bắt ta đền, làm sao được? Đúng không? Nó có những vấn đề luật pháp là như vậy. Và chúng tôi chỉ làm vấn đề đó thôi. Và trong vấn đề đó chúng tôi rất may mắn được giao lưu, được quen biết với quý vị. Và hàng ngày có lúc đi xa mỏi mệt, thật ra là cũng là muốn nghỉ, nằm nghỉ, không có làm gì hết. Nhưng mà như thói quen vậy đó. Thói quen giống như là một cái cơ nghiện, tức là tới giờ đó gặp được quý vị, gặp được cái nít, mặc dù là nó vô cảm vô hồn, cái tên đó chứ không, ví dụ như Cô Lan Hay Lúa, rồi Tú An Tịch Sống, hay là ông Nguyễn Hồng Sơn, luật sư Ấn Danh chẳng hạn, rồi Thảo Phủ, là những cái tên ta phải quen thuộc rồi đó, rồi đang có những trò chuyện với nhau, và tự nhiên chúng ta thấy cái mệt đó, nó cũng tăng biến. Mà giống như một sự tâm sự, tại vì nếu không có gì tôi gọi nhà tôi nói với tôi tự kỷ đúng không, mình tức mình ngồi mình than hay là mình thở gì đó thì nó cũng không có vui. Thì có cái kênh YouTube này là một cơ hội để mà chúng ta có thể kết nối với nhau. Mặc dù tôi biết rằng có những người cả đời chúng tôi biết mặt, có những người ở rất xa chúng tôi, nhưng có những người thậm chí là kế bên trên chúng tôi. Và bây giờ ta ngay cả con cái anh em trong nhà hay bạn bè gì đó thì người ta lười quá vậy. Ngày xưa ta la làng lên rồi, anh ơi em ơi ra ăn cơm hay là em uống nước gì đó. Bây giờ tôi nói hai người ngồi kế bên mà cà phê cũng bắt cái máy tính tính chat, bấm chat chat với nhau. Không biết bây giờ ta kỳ, tức là không có điện thoại trong tay, cái người ta buồn hay sao. Thì đó là cái chuyện của tôi, đó là mời lên đây thì chúng ta có rất nhiều bạn. Và tôi biết là các bạn đây cũng qua những cái luồng ra như vậy, thì chúng ta lại quen lòng quen với nhau, đúng không? Qua sự chào hỏi, tìm hiểu. Và kể cả quý vị lại coi như là tự liên kết quen nhau ngoài đời. Hay những buổi mà offline gặp gỡ đó, rồi cái tình thân kết nối từ trong mạng ta lan tỏa ra ngoài, rồi từ một người hai người thành một nhóm rất đông.
Bây giờ khi trái gió trên trời có một lời thăm hỏi quý vị, tự nhiên thấy ấm lòng. Dù đi xa những lời như không đòi nói những sự mà nguy hiểm rình rập đó, quý vị cũng có những tiếng nói, những cái lời động viên, tự nhiên mình thấy rằng mình không đơn độc. Nhưng không phải vì vậy, không phải vì chuyện đó mà chúng ta lại quên đi cái sự việc chính. Mà sự việc chính ở đây đó là làm sao chúng ta hỗ trợ được tốt nhất cho những người trong Thiền Am, cho thầy Lữ Trường Vân không bị sỉ nhục, không bị công kích nữa, cho cái thầy các cô an toàn, không bị người ta vu khống, ví dụ như là lừa đảo hay là dùng cái từ là ngày này nhỏ cái gì đó. Và đặc biệt là các bé hãy trả nó về tuổi thơ như ba năm nay, như hai mùa thế gian này, mà chúng ta có thể vui buồn với từng lời từng nói, những cái kiểu gì ô đó. Mà chúng ta biết là nó diễn đâu có hay đâu, vì nó diễn tỉnh rồi à, nó diễn ngay thôi, ta thích. Mà như vậy thì đâu phải là tội ác. Thích thì ta coi, thích thì thôi. Làm những người là còn ghen thích là sao thích nó nhiều quá. Giống như tôi ngồi đây, trời ơi, tôi ghen quý vị, tôi nói sao quý vị khen luật sư Hồng Sơn đẹp trai, rồi tôi đẹp trai, sao kỳ vậy? Anh ấy đẹp trai thì khen thế chứ, đúng không? Rồi đâu ai mà ghen tị là tại sao tặng cho luật sư Hồng Sơn cái áo màu tím quá trời luôn, tôi không có áo màu tím nào. Mà bữa nay ông mặc cái mấy áo màu tím nữa. Thì ra để cho ổng ra trả lời đó, thì quý vị sẽ xin phép cho tôi được ngưng chút xíu. Luật sư Hồng Sơn sẽ có một số vấn đề về cô Tây Nga, bởi tôi biết thật, thật sự nha. Tôi chỉ biết rằng cô ấy là một khán giả trúng thưởng, được bình chọn trong kênh chúng ta. Còn những vui buồn, ân quán nhân tư, chúng tôi không quan tâm. Tôi thật sự là như vậy. Và tôi nghĩ rằng, trong việc những người trong Tử Vong Lai, họ có những cái sự cố như vậy, ai giúp được cái gì, dù ít, dù nhiều, dù xấu, dù tốt, cũng sẽ giúp đỡ. Tôi nghĩ là tình cảm thôi. Quý vị cho tôi cái bánh tôi ăn, đúng không? Tôi cảm ơn. Cho tôi đi địa phê tôi uống. Nhưng tôi không thể nào nói là cho tôi bánh ăn là tôi béo phì, là tôi bệnh tiểu đường. Quý vị hại tôi là sao? Cái đó là đâu phải như thế. Tôi đâu thể nào nói với quý vị như vậy được. Đó là cái tình con người mà. Nên tôi mong rằng là có thể là luật sư Sơn sẽ là người giải tỏa, cũng như cho tôi được hiểu rõ về cái sự việc đó. Vì hôm nay là hàng sắp tôi thấy gì là có một cái luồng bão hay sao đó, mà thật sự tôi không hiểu. Nên hôm nay tôi lên đột sức, và mặc dù tôi cũng còn cái giọng nó cũng còn hơi yếu, ngày hôm nay nó hơi mất tiếng luôn đó, thì luật sư Nguyễn Hồng Sơn sẽ giúp chúng tôi để mà có thể là, tôi nghĩ là cái luật sư Hồng Sơn là một trong những người trên đó nha, vừa là tờ điểm sống, hầu như là cái người thân trong Thiền Am luôn, tức là anh ấy đã có Thiền Am, sát cánh Thiền Am từ trước khi chúng tôi biết ông Nhị Nguyên là ai, ông Lê Trùng Quân là ai, các bé là ai. Hay là không biết lúc đó tôi phản đối tôi là tỉnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am chỉ là một cái khái niệm, cái gì đó gợi nhớ về cái chút tiểu, một cái thông tin nó lối thối thôi. Nhưng mà người nắm sâu nhất, rõ nhất là anh Nguyễn Hồng Sơn. Và hiện nay như tôi nói đó, có những thông tin, có một số tôi nhiều có từ hôm nay là gọi là làm ơn mắt quán đó. Tức là những người hưởng lợi từ tỉnh Bồng Lai, bây giờ là người đứng ra được cho là tố cáo tỉnh Bồng Lai lừa đảo. Tất nhiên, pháp luật quy định, quý vị cảm thấy quý vị có xâm phạm lợi ích, có thiệt thòi thì quý vị có quyền tố giác tội phạm hay tố cáo. Còn người bị tố cáo cũng có quyền phản bác lại. Thì tất nhiên tôi nói là tới chúng tôi chờ, đúng không? Cái gì tới tránh không được. Thì nếu những nhân vật đó sau này chúng tôi cũng sẽ, khi mà vụ án tới đó, thì lúc đó chúng tôi cũng sẽ có những cái tài liệu trình bày. Không, bây giờ thì nghe nói thôi. Thế thì họ đang dâm ra những cái thông tin như vậy. Nhưng mà đó là sau gì thì tương lai nha. Chứ còn cái vấn đề còn lại chỉ là 3-1 thôi. Và như tôi nói, tôi định là qua cái ngày 14-10 giờ rồi, ít 14-10 giờ rồi, đúng rồi. Đó là tôi trình bày ngày cuối cùng xong, chúng tôi sẽ đóng kênh. Và tôi chuyển qua những cái công tác khác, ví dụ như đi từ thiện hay văn nghệ gì đó. Vì tỉnh Thất Bồng Lai xử xong đâu còn gì đâu làm. Nhưng bây giờ thì nó kéo tới ngày 2/11. Và đang có nguy cơ kéo dài thêm nữa. Đấy, thật ra tôi cũng không biết là như thế nào. Thì thôi, ngày nào tôi còn nói được, và có thể chia sẻ giao lưu được thì giao lưu với quý vị. Và mong rằng cái đại gia đình chúng ta càng ngày, đúng không, càng ngày phát triển càng đông đông vui như thế thôi, chứ không phải chúng ta có lực lượng giống như lực lượng hộ pháp đi phá làm phá sớm, đi hành hung người khác. Chúng tôi không có hoàn toàn chủ trương, chúng tôi là không có cái này đó. Và như thầy nội đó nói đó, dù không theo tôn giáo nào nhưng là người Việt Nam mà ở Nam Bộ, tên Việt Nam á, thì truyền thống gia đình chúng tôi vẫn tôn thờ Đức Phật, Đức Phật, Đức Mẹ Quan Âm, v.v. Và hơn hết chúng tôi là những tâm thiện của họ,
nơi chúng tôi làm được điều gì tốt thì tôi làm, còn cảm thấy mình làm không nổi tốt thì không làm, chứ cũng không có làm điều xấu. Thì giống như ta thấy coi cái trên một cái thì bóng hài người sĩ ngoài đó đâu có gì thấy không, có cái bảng đó thà ăn mài hơn ăn cướp. Cái tôi nghĩ là như thế, nên mình chỉ nói cho cái phần công việc thôi. Rồi sắp tới chúng tôi là tiếp tục về việc kiểm mi. Ủa mà anh Sơn ơi, anh Sơn em dùm em, anh phụ em chứ anh Sơn nãy giờ em làm bộ anh, em câu giờ anh Sơn ngồi hoài luôn. Xin thưa quý vị là luật sư Nguyễn Sơn hôm nay qua văn phòng thăm tôi sau khi ảnh đi một cái vụ án. Rồi bây giờ đó thì tôi tâm sự sáng tôi thay giọng quá. Tôi nói là thôi chắc tình hình này căng, tôi cũng lo lắng không biết giờ mình phải có những cách đối xử thế nào. Thì luật sư Sơn, may mắn luật sư nói là anh thấy tôi. Đó, người ta chụp mũ thì mình tháo mũ ra mình liền đúng không? Ra đường chơi cũng lắm công phu, ví dụ như vậy. Nên luật sư nói thôi anh tranh thủ đi. Rồi bây giờ luật sư Sơn sẽ nói thêm về một số vấn đề mà hôm nay chúng ta đang quan tâm đó. Anh sẽ giúp tôi đi. Luật sư làm uống nước đầy tôi nhé. Uống nước cái anh sẽ giúp tôi đi. Tôi khang tiếng quá rồi, uống miếng nước thôi. Rồi quỹ đạo là đúng rồi, đúng rồi. Luật sư Đào Tương Văn chào quý khán khán giả đồng tình với luật sư. Xin thưa bữa nay tôi phải làm chủ đề là rối ren, là tôi nghe cũng thì thật ra cái vụ án Thiền Am này á, mình dùng từ chung là cái từ vụ án Thiền Am để biết là cái sự việc nó diễn ra liên quan đến Thiền Am bên vũ trụ này. Tôi nghe cái chủ đề rối ren là tôi thấy cũng là sự thật đó, từ ra lâu tới giờ thì cũng biết cái chuyện này rồi, cái chuyện rối ren là cái chuyện nó mang tính đương nhiên rồi, liên quan rồi. Thế nhưng mà luật sư Lan lại làm cái chủ đề là rối ren, khi vò chính khúc khi trâu đôi mày liên quan cái việc này. Thưa quý vị nè, tôi đó thì là cái người quan sát, tôi không có làm việc trực tiếp trong cái vụ án này. Xin lỗi gì, tôi cũng đã nhiều lần nói để ra rồi. Trong cái trường hợp này đó, tôi chỉ chia sẻ những cái vấn đề mà liên quan mà cũng sát sườn với chủ đề rõ ràng này thôi. Xin thưa quý khán thính giả, tôi đó lặp lại là chưa bao giờ mà tham gia cái fan nào hết á, mà tôi cũng nói rõ ràng tôi cũng không có là fan Thiền Am, mà tôi còn không là phe phái nào hết á, kể cả những cái kênh YouTube nước ngoài mà tôi thấy rằng có thể là trong cái lĩnh vực nào đó nói chuyện khoa học, tôn trọng văn minh lịch sử và thượng tôn pháp luật Việt Nam, tôi lên chia sẻ. Trong những khoảnh khắc đó, những việc đó có cái nào mà nó không đúng, nó không phù hợp với pháp luật Việt Nam thì tôi là người góp phật, đành rằng được bao nhiêu thì tốt hay xấu là nó tùy theo cái mức độ, chứ còn không có phải là gì á. Tôi cũng nói rõ thưa quý vị rằng là hành vi vi phạm pháp luật là do con người làm ra, con người thực hiện hành vi mà có vi phạm pháp luật, nhưng mà không gì đó đó mà con người mà bị vi phạm pháp luật một cái lĩnh vực nào đó tất tần tật cái là mình nhìn người ta một góc độ xấu cũng không trúng. Vi phạm chỗ nào nói chỗ đó, sai chỗ nào nói chỗ đó, và cái điều nào đúng thì mình phải ghi nhận cái chỗ đó đúng, chứ không phải tất cả là mình qua đường cả đám là mình coi như vậy là con người là phải xa lánh xã hội. Không có, trong luật pháp Việt Nam thì làm cũng vậy thôi. Hành vi nguy hiểm nhất cho xã hội đó là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, thì trong trường hợp đó là có chế tài nhất định phù hợp với tính chất mức độ hành vi nguy hiểm xã hội chứ đâu có vì từ cái chỗ đó mà tất tần tật là coi như con người đó là coi như phải là không được tham gia một quan hệ xã hội nào, không có đúng. Mà sự thật nó không có xảy ra chuyện đó được, mà nếu có xảy ra là chúng ta có đồng loạt lên án chuyện này để loại trừ cái việc đó, không chấp nhận những hành vi gì đó. Quay lại chuyện này, xin thưa rằng vừa rồi đó, trong cái luồng like có tôi ngồi đó mà tôi là người tới sau, luật sư Đào Kim Lăng có chia sẻ liên quan tới một người tên là Tai Nha. Sự thật là Tai Nha là người này á, là tôi cũng biết là biết xã hội, là có hỏi tôi, hỏi cái chuyên môn của tôi, tức là ví dụ như là thuật ngữ việc như thế nào là cái dư ngữ đó, như tôi sẵn sàng tự đó, và tôi sẽ giúp những cái đó thắc mắc lý giải nó tại sao là trong trường hợp này tố tụng như này hoặc khoảng phiên tòa, những điều đó tôi sẵn sàng tự giúp. Vì tôi cũng biết rằng người này là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thật ra mà nói quốc tịch tôi cũng biết cái chừng mức ở đó. Còn nếu cái hành vi của người này, hành vi người này mà có thực hiện cái gì đó mà nó đi trái lợi ích của nhà nước Việt Nam hoặc là vi phạm pháp luật Việt Nam mà tôi liên quan mà hỏi tôi, thì lúc này đó tôi sẽ giải thích và
đưa ra một hướng rõ ràng là luật pháp Việt Nam nó quy định như thế này, chứ không phải là như suy nghĩ kia. À, nói lặp lại một lần nữa, gần đây nhiều người quy chụp cho rằng á, luật sư là câu kết với phản động, đặc biệt là luật sư của bởi vì Thường Am rồi ví dụ đó, câu kết với phản động rồi có nhận quà, nhận tiền, nhận bạc gì đó. Tôi xin nói rõ lại một điều rằng những vị đó, trong đó tôi cũng có liên quan dính dấm là như thế này, là những vị mà ở nước ngoài họ thấy rằng những vị luật sư họ nhiệt tình làm việc, họ có phần mến mộ đó, cái việc quà cáp đó chúng ta không có là lớn là bao nhiêu hết á, nhưng mà rất là thể hiện cái tình cảm. Thế thì tôi xin thưa rằng á, gửi thì những vị đó trong đó tôi cũng vậy thôi, đón nhận cũng là cảm ơn vậy thôi, chứ nó không có thiết tha đòi hỏi mà không có mức độ phải đi chi tìm là như thế này thế kia đó được. Tôi nghĩ cái điều nó không lớn đâu, không cần đâu. À, tôi chính tôi đây, tôi là nếu mà cần mà tiền phí này nọ thì tôi làm YouTube, tôi cũng có kiếm view tiền này đó, chứ tôi không có làm đâu. Tôi bỏ thời gian ra để nói về cái một cái Thiền Am này đâu có ít đâu, mà tôi đã khẳng định tôi không fan không phùng. À, vì lẽ đó quý vị thông cảm cho tôi ở chỗ này là đừng nghĩ tôi là phải không được vô kênh này, không được vô kênh kia, cũng đừng có nghĩ tôi rằng là nói kênh này là phản động, kênh kia không phản động. Kênh mẹ nắm như Quỳnh đó, quý vị nếu mà nói phản gì cũng hiểu biết đó, nắm rõ đó, tôi lên kênh đó tôi chia sẻ đó, và tôi cũng nói thật lòng rằng tôi chia sẻ trên kênh đó tôi cũng nói rất rõ một khái niệm rằng này, hôm nay tôi lặp lại trên cái kênh Nhật ký luật sư này là tôi sẽ trên một cái kênh nước ngoài liên quan một cái vụ án Thiền Am, bởi lẽ là cái kênh này nhiều cho rằng là kênh phản động, thì cái phần nào mà liên quan không tham gia, cái mục mà tôi có tham gia là không có khái niệm mà chống phá nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam. Vậy như vậy nếu có hành vi nào có diễn ra mà hoặc câu hỏi khán giả hoặc là chủ kênh mà có nói thì tôi cũng sẵn sàng bác bỏ quan điểm đó. Đó là cái lập trường của tôi rõ ràng như vậy. À, và tôi cũng nói rõ ràng là tôi nghĩ rằng người ta nói phản động thì tôi sẽ góp phần làm cho những hành vi đó không còn phản động đối với nhà nước Việt Nam. Trong luật pháp Việt Nam là cần phổ quát cho người Việt Nam định cư nước ngoài. À, nhà nước Việt Nam mình cũng là muốn làm chuyện đó chứ. Nhưng mà tôi thấy rằng ngóc ngách nào đó tôi thấy có thể tôi giải quyết được, tôi tham gia, tôi tuyên truyền pháp luật Việt Nam phải này, một hành vi của một công an nào đó có thể sai phạm pháp luật, không lấy cái đó cho rằng cái chính quyền xà đó, tôi giải thích bằng căn cứ khoa học lúc đang quan. Cho nên là trong trường hợp tôi thấy vừa rồi đó chụp mũ cho rằng là luật sư là đi cấu kết với phản động này nọ, tôi xin thưa rằng đây là một cái luồng ý kiến nhưng mà nó có âm rang trên mạng xã hội, thực ra trên mạng xã hội nghe cho rằng là những người đó mà nói giúp Thiền Am nhưng mà là thành phần phản động chỉ có hại cho Thiền Am. À, chính vì đó mà hại Thiền Am, thì tôi xin nói cái câu như thế này, thành viên Thiền Am bên bộ vũ trụ hiện nay mà nói tại thời điểm này là những hành vi đó theo cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố điều tra truy tố về tội danh 331, tức là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm tới lợi nhà nước, quyền hợp pháp tổ chức cá nhân được quy định tại điều 331 bộ luật hình sự sửa đổi 2017 có hiệu lực ngày 1/1/2018 đó, đầy đủ đó. Thì trong trường hợp này, dầu cho có thế lực phản động, dầu cho có xuyên tạc cỡ nào, thì trong trường hợp này cơ quan tiến hành tố tụng tại Việt Nam, luật pháp Việt Nam cứ điều chỉnh đúng tức chất mực độ hành vi đó có hay không có, chứ không phải vì cái chuyện mà thế lực bên ngoài đó rồi làm nhà nước Việt Nam á buộc phải tuyên là bản án có hoặc là bản kháng không, cái đó là hoàn toàn không có cơ sở. Vì lẽ đó ai cho rằng những cái người nói bên ngoài đó làm ảnh hưởng Thiền Am, tôi xin thưa tôi hỏi câu là ảnh hưởng chỗ nào, ảnh hưởng cái gì, bị làm quyền can thiệp vào cái một quốc gia chủ quyền như Việt Nam mà làm gì có cái quyền can thiệp trong cái cơ quan xét xử để nói rằng là xấu cho Thiền Am. À, hậu quả nó sẽ xấu cho Thiền Am, làm cho nhà nước xử nặng Thiền Am, tôi xin thưa đó là hoàn toàn không có căn cứ pháp lý. Mà như vậy là không có thượng tôn pháp luật Việt Nam, mà cũng coi thường cái cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam. Cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam, luật pháp Việt Nam, người ta xử lý trên cơ sở quy định của pháp luật. Còn cái đúng cái sai đó thì hàng loạt tiến trình tố tụng cứ tuân thủ theo quy định pháp luật mà thôi, chứ không có gì cái chuyện mà người bên ngoài là nói tốt hay nói xấu về một cái Thiền Am đó, cái những cái người Việt Nam định cư nước ngoài hay là những cái kênh nước ngoài mà nói vậy làm cho Thiền Am đó chính gì đó mà làm cho Thiền Am bị cơ quan nhà nước Việt Nam xử nặng hơn, không trúng, không có căn cứ cơ sở đó. Đó là những cái luận điệu, tôi dùng từ cái luận điệu nói hoang mang trên mạng xã hội không chính xác. Người ta giàu có thương hay ghét
ở nước ngoài người ta nói đúng sự thật hay không đúng sự thật, việc đó là có một việc một lẽ trên một bình diện dư luận xã hội để quan tâm mà thôi, chứ không phải là từ đó đó mà đổ lỗi người này đổ lỗi người kia. Như vậy vô hình dung những cái người đó có thế lực mạnh tới mức mà chi phối được cái xét xử Việt Nam hay sao? Đâu có đúng đó. Vì lẽ tôi mới khẳng định rằng cái chuyện mà xuyên tạc phản động này nọ đó, đó là một cái việc mà nó có thực tiễn có thể xảy ra, và cái việc xảy ra đó là họ làm việc đó hầm hòng nó. Còn ở cơ quan tiến hành tố tụng tại Việt Nam, tôi nói rộng nhất là ở tại Việt Nam, luật pháp Việt Nam có quy định và như trình tự thủ tục tiến hành tố tụng theo một vụ án hình sự đó, cứ làm việc theo luật pháp Việt Nam mà thôi, không vì không tại không bởi thì là mà là hết. Xin khẳng định chỗ đó. Mà tôi cũng nghĩ rằng có cái điều khoản nào mà nói chuyện đó đâu. Nó có điều khoản nào là coi như tình tiết tăng nặng là do những cái nguồn dư luận bên ngoài đâu, có cái khoản đó đâu. Cho nên đó là những suy luận mang tính chủ quan của mỗi con người. Tôi không nói cụ thể ai nhưng tôi nói chung đó. Rồi còn ngược lại, cái việc mà liên quan tới tiền quyên góp từ thiện mà ảnh hưởng Thiền Am này đó, tôi nói nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Việc đó đó Thiền Am không kêu gọi, không là dính dấp, còn tự ai lấy làm, người ta sai tới mức độ nào thì có pháp luật xử lý tới mức độ đó, tính chất mức độ hành vi vi phạm tới đâu làm tới đó. Nếu quý vị trong cái phương diện là mạng xã hội, quý vị phản biện xã hội, quý vị cho rằng việc quyên góp này sai chưa, đó là quyền của quý vị. Việc mà một người A người B vì có lòng mến mộ họ tặng cho, tôi nói cụ thể luôn là tặng cho quà cáp cho những vị luật sư ở trong đó không có tôi đó, tôi nói luôn đó, đó là họ mến mộ. Còn cái việc chúng tôi có chấp nhận hay không là đó là cái chuyện tình cảm chân tình giữa hai bên. Tôi lặp lại một điều rằng hợp đồng tặng cho là nó diễn ra và nó đầy đủ khi và chữ khi bên tặng cho là tự nguyện, bên nhận tặng cho cũng đồng ý. Thì cái hợp đồng tặng cho nó mới đúng nghĩa của nó. Chứ nếu một bên, ví dụ tôi là ông A đem tới tặng cô B mà cô B từ chối thì cái chuyện cũng bình thường. Như vậy là cái đó không phải là cái mang tính liên quan rồi mới đi đánh vòng một đoạn nữa là những người này là những người phản động. Như vậy là luật sư nhận quà những cáp có lời qua tiếng lại, vậy là cấu kết với phản động. Tôi cho rằng những điều đó chụp mũ vô cùng, mà cái chụp mũ đó đưa tuyên truyền trên mạng xã hội đó, cái đầu tiên phải nói sai sự thật, nó không phản ánh của bản chất sự việc đúng của như đó. Cái thứ hai nữa là cái sai sự thật đó xâm hại tới những cái người mà bị quy chụp đó. Cái thứ ba nữa là khi mà đưa trên không gian mạng để mình loan tải những cái thông tin đó, mà thông tin thứ nhất là sai sự thật là cái là không, cái tiên quyết đầu tiên đưa trên mạng xã hội là thông tin nó phải đúng sự thật. Rồi khi mà nhận định về cái thông tin mà mình đã đưa ra đó thì nhận định mang tính chủ quan, thì cái chủ quan đó của mình thì đúng là có thật, nhưng không phải trên cơ sở của luật pháp quy định. Trên một căn cứ thực tiễn có thể xảy ra, chứ còn cái chủ quan của mình nó bằng mọi giá theo ý chí của mình để rồi đó tác động tới xã hội và phản hồi xã hội không tốt. Đó là điều mà tôi cũng cảm thấy rằng là nó có xảy ra, và tôi cũng là người lên án cái chuyện đó. Cho nên là cái từ phản động mấy khoảng chừng nửa tháng lại đây thấy rơm ra trên mạng xã hội liên quan xoay quanh cái chuyện mà vụ án Thiền Am. Xin lặp lại một lần nữa là cái tội danh 331 hiện nay đã khởi tố truy tố điều tra xét xử cấp sơ thẩm, đang chuẩn bị phúc thẩm. Việc đến đúng sai như thế nào, tôi xin lặp lại là cơ quan tiến hành tố tụng là cái cơ quan có quyền quyết định. Luật sư của Thiền Am tham gia bào chữa, luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đương sự, các người tham gia tố tụng trong đó thì người ta góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất, tốt nhất cho những tổ chức cá nhân. Vì lẽ đó đó, cái tội danh này trong bộ luật hình Việt Nam hiện hành là không phải là tội phạm chính trị mà là tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước. Xin nói rõ đó, ở Việt Nam thì không có cái tội phạm chính trị mà là tội xâm phạm an ninh quốc gia, có một cái nhóm tội đó riêng. Liên quan Thiền Am này không có phải cái nhóm tội là xâm phạm an ninh quốc gia, mà nhóm tội là xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước. Xin thưa nói rõ chỗ này. Vì lẽ đó đó, khi để mà chụp mũ vu cáo cho những vị luật sư thì trong trường hợp này tôi thấy một điều rằng là bắt gớt níu kéo. Còn tôi lặp lại, cái người nào mà đã là từng là phản động này nọ đó thì cái đó là cái hành vi của họ, chứ còn cái con người đó nó có những cái phần đó, còn cái phần không có chúng ta phải nói phần không có. Chứ đâu có phải mà như vậy là trao đổi nói chuyện này nọ, nó không phải là mục đích đạt được là để xâm hại cái việc quyền lợi ích của nhà nước Việt Nam. Như vậy là tất tật cái lại gặp người đó mà nói chuyện người đó coi như là có câu kết phản động, đâu có chút
đó. Tôi chia sẻ trên kênh Mẹ Nắm Như Quỳnh đó, tôi cũng nói mạnh mẽ cái đó. Nếu người nào, cá nhân nào hoặc là cái chủ kênh đó mà trong cái luồng tôi mời tôi chia sẻ đó mà nói xâm hại tới nhà nước Việt Nam, không thượng tôn pháp luật Nam, tôi bác bỏ. Dù một câu nói nhỏ nhất, ngắn nhất tôi cũng không chấp nhận. À, xin thưa nó rõ đó. Cho nên không có cái từ nào cấu kết như này hết. Còn quay lại cô Tây Nha, thì trong trường hợp Tây Nha và Nam Quang Tiến Dũng gì đó, cái kênh đó tôi cũng chưa coi lại kỹ lưỡng. Trường hợp đó họ có quà có cát gì đó là họ mến mộ, chuyện đó mến mộ là quyền của họ, chúng tôi cũng không ngăn cản được họ, chúng tôi không kêu gọi, chúng tôi không nhờ vả. Còn cái chuyện nếu có chuyện chân tình mà chúng tôi xem xét rằng chuyện này là cái chuyện chân tình tình cảm, chúng tôi đón nhận hay không là quyền của chúng tôi. Chứ không có phải từ đó mà coi như là cái chuyện mà tặng quà dễ là cấu kết với phản động. Cái cấu kết đó nó phải nhằm mục đích, nó có động cơ và nó có lỗi, là lỗi cố ý trực tiếp. Chúng tôi là những người mà hoạt động trên bình diện pháp luật trong một cái vụ án này, vụ án không có liên quan tới tội phạm an ninh quốc gia, xâm phạm an ninh quốc gia. Thứ hai, chúng tôi cũng chẳng có cái nhu cầu đó. Chúng tôi chia sẻ là đi tìm những cái mà trình tự thủ tục pháp luật chưa có đảm bảo, áp dụng pháp luật nó có nhiều cái điểm ở góc độ là nghề thì chúng tôi phản biện hay nó đúng hơn, chúng tôi nêu ra cái chỗ sai sót đó. Còn cái chuyện mình chấp nhận hay không, xem xét hay không thì cái đó là cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành thủ tục. Tôi xin thưa nói rõ chỗ này. Cho nên là những cái việc mà tôi cảm thấy rằng là quý vị khán giả nhìn nhận thì xin thưa rằng phải thiệt kỹ. Luật sư Đào Kim Lan là coi như bữa giờ là liên quan tới mà chia sẻ trên mạng xã hội này để góp phần gửi tới quý khán giả một cái nhìn trong tâm nhất, một cái nhìn mà rõ nhất. Vì sao? Vì luật sư Đào Kim Lan là tham gia trực tiếp trong vụ án này, thấy những cái gì đó trình tự thủ tục còn thiếu sót thì vị này nói lên. Năm vị hợp lại nhưng mà vị này là người phát ngôn, thì trong trường hợp đó không phải từ đó mà kêu đi là phản động. Xin thưa rằng các cơ quan tiến hành tố tụng là cũng có thể sai sót là chuyện cũng rất bình thường. Thì sai sót là phải có cái người mà góp phần lên làm cái chuyện hạn chế sai sót hoặc là khắc phục sai sót, cái chuyện đó là đúng chứ tại sao là từ đó mà quy kết người ta phản động. Đây là những cái điều mà tôi cũng không phải là người trực tiếp trong vụ án, nhưng mà tôi quan sát cái vụ án này rất là nhiều, tôi thấy những điều đó, chia sẻ gửi đến quý khán giả cũng rất là bình tâm trở lại. Và ở đây tôi xin thưa rằng tôi không phe, không phái, không fan nào, tôi không công kêu gọi. Còn quý vị đó, khi chia sẻ là thể hiện ý chí của quý vị, cái tâm nguyện của quý vị, cái việc mà quý vị đó thành đạt hay không, cho cái thông tin của quý vị được đón nhận hay không, đó là cái khán giả. Và như vậy là trong trường hợp này, tôi xin chú thích nhỏ, fan Thiền Am đó, gọi là fan, đó là cũng là tự phát. Fan Thiền Am cũng không có tờ giấy nào chứng nhận là fan đâu. Fan Thiền Am là vì xuất phát cái mến mộ về một Thiền Am. Fan Thiền Am vì thấy hoàn cảnh của Thiền Am vướng vào và lòng lao lý. Fan Thiền Am vì thấy rằng nơi này có những cụ già, nơi này có những trẻ em thương mến, hình thành lên cái ai chỗ thương mến, nó thành ra cái gọi là fan trên một cái tạm ước quy chuẩn mà thôi. Vì lẽ đó đó, nếu quý vị mà chủ kênh nó có những cái gì đó không rõ ràng, quý vị tự trao đổi. Tôi nghĩ rằng chia sẻ trên mạng xã hội không phải cái nơi để mà bày tỏ những cái chuyện riêng tư của quý vị. Còn với tôi không có công kích một cá nhân nào. Nếu chỗ nào sai tôi nói đúng người đó. Tôi vừa rồi tôi nói đó là các ông Trần Quốc Vũ, tôi nói ông Trần Quốc Vũ, ông tiến sĩ Thích Nhật Từ, tôi nói ông tiến sĩ Thích Nhật Từ. Tôi không có nói tình chạy tình bừng trớ gì hết á, mà tôi cũng không có công kích. Điểm sai tôi chứng minh làm sao, và tôi chịu trách nhiệm gì những gì tôi đã chứng minh. Đôi điều tôi chia sẻ với quý khán giả trong cái chủ đề và rối ren hôm nay đó, khi vò chính khúc, khi châu đâu mày. Nguyễn Du nhiều ngày xưa cũng đã có những cái đoạn trăn trở đó rồi. Xin thưa quý vị.